Chào cô và tất cả các bạn. Mình là Trần Hoàng Khang, học sinh của trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm và đang học tại lớp 12A1. Học online trong mùa dịch này là một khó khăn rất lớn đối với chúng ta khi phải ngồi trước màn hình hàng giờ đồng hồ. Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn và tập thể dục đều đặn để bảo vệ sức khỏe là vô cùng cần thiết. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn mà mình hay ăn trong những bữa phụ để duy trì một sức khỏe tốt và cung cấp nhiều năng lượng. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sữa và cơm. Sữa, mình sẽ dùng sữa không đường để hạn chế hết mức lượng đường trong cơ thể. Ngoài ra, mình sẽ cần thêm một số thứ ăn kèm như dâu, táo, hạt ngũ cốc để làm cho món ăn trở nên ngon hơn. Mình sẽ cho cơm và sữa trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ 1:2. Có nhiều người sẽ thắc mắc vì sao mình lại trộn cơm với sữa. Thực ra, sữa sẽ giúp cơm mềm, dẻo, đồng thời việc kết hợp giữa vị thơm ngon của cơm và vị béo từ sữa thêm một ít trái cây sẽ tạo nên một hương vị tuyệt vời. Sau đó, chúng ta sẽ cho vào lò vi sóng và để trong vòng 2 phút. Trong thời gian chờ đợi, mình sẽ cắt trái cây. Hôm nay mình sẽ ăn táo và dâu. Có một câu nói nổi tiếng là nếu mỗi ngày ăn một quả táo, chúng ta sẽ không cần phải gặp bác sĩ. Theo nghiên cứu cho rằng, táo có rất nhiều công dụng như duy trì lượng cholesterol tốt cho sức khỏe, phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh đó, dâu tây cũng giúp ta cung cấp một lượng lớn vitamin C và kali, giúp phòng chống ung thư và giúp điều chỉnh huyết áp. Sau khi lấy cơm ra khỏi lò, mình sẽ trang trí dâu và táo lên, rắc thêm một chút hạt ngũ cốc và hạt dinh dưỡng để bổ sung những chất béo bão hòa, giúp tăng khả năng trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, mình còn cho thêm một chút ít sốt sô cô la của Hershey để làm tăng hương vị cho món ăn. Vậy là xong một bữa phụ đơn giản mà đầy đủ chất rồi. Chúng ta có tinh bột từ cơm, đạm từ sữa và chất béo từ các loại hạt ngũ cốc. Mình có thể vừa ăn nhẹ giữa các buổi giải lao trong khi học online để duy trì sức khỏe. Như mình đã nói, trong mùa dịch này, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Vì vậy, các bạn hãy tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh. Đừng quên giữ năng lượng vui vẻ và tích cực nhé. Mình cảm ơn vì đã xem hết video. Chúc thầy cô và tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe.